Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Em giới thiệu tới quý anh chị chiếc Elantra phiên bản 2.0 và màu xám rất là đẹp nha quý anh chị. Thì dòng Hyundai Elantra là một chiếc xe sedan cúp C. Dòng Hyundai Elantra nó sẽ có một cái tiệp khách hàng khá là riêng, làm khách hàng người ta thích kệ cá tính, rồi nó sẽ là độc đáo. Và dòng Elantra thì nhất là trong sedan hàng C này thì chạy rất là đầm nha quý anh chị. Thì ở phía trước này đối với phiên bản 2.0 thì chúng ta vẫn được trang hệ thống trang bị đèn bi LED, có cảm biến trước ở phía trước và có tính năng đèn tự động nha quý anh chị. Mặt ga lăng thì mặt ga lăng to bản và sẽ có là logo Hyundai. Thì so với phiên bản 1.6 đặc biệt thì phiên bản 2.0 thì chúng ta sẽ có thêm đó là cảm biến trước này, mâm nó sẽ lớn hơn. Chiếc xe này hiện tại bên em đang được ưu đãi là giảm giá lên tới là 35 triệu nha quý chị. Đặc biệt bên em đang có một chiếc xe Elantra phiên bản 2.0 VIN22 đang được ưu đãi là 45 triệu đồng và tặng full phụ kiện cho quý chị. Thì chiếc Hyundai Elantra này thì bên em đang có là các phiên bản như là 2.0 và phiên bản N-Line đang có sẵn giao ngay giá tốt nha quý chị. Đặc biệt phiên bản bên em có một chiếc Elantra phiên bản 1.6 tiêu chuẩn đỏ, VIN22 giảm 60 triệu nha. Thì đây là một chiếc xe sedan hàng C, chúng ta sẽ có mặt ga lăng là 17 inch. Chúng ta sẽ có cảm biến xích lốp lên từ bánh xe luôn, có tính năng để nổ từ xa. Gương sẽ là gương chỉnh điện gập điện và tích hợp đèn bảo rẽ. Tại sao một số quý khách hàng nói chúng ta 780 triệu thì chúng ta hiện tại bây giờ thì chúng ta có thể sở hữu rất nhiều dòng xe, nhưng chúng ta tại sao mà chọn chiếc Hyundai Elantra? Thì nó sẽ có những cái hay riêng của các dòng sedan như quý anh chị. Hiện tại bây giờ cái xu hướng của khách hàng hiện tại bây giờ là chúng ta sẽ chọn những xe gầm cao. Ví dụ như tầm tiền này thì chúng ta sẽ mua được các dòng như Hyundai Creta hoặc là Kia Soltos, thì chúng ta sẽ sử dụng một chiếc xe gầm cao cỡ B. Nhưng mà đối với dòng sedan thì chúng ta có thể sử dụng được là cỡ C rồi. Đối với những chiếc xe mà chúng ta đi sedan thì chúng ta sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác đó là nó có một sự khác biệt khá là riêng khi mà chúng ta đi một chiếc sedan nha quý anh chị. Đó, đặc biệt khi mà chúng ta đi một chiếc Elantra với thiết kế hoàn toàn mới như thế này. Ở phía sau này thì chúng ta vẫn được trang bị đó hệ thống đèn nhìn rất là đặc biệt nha quý anh chị, hệ thống đèn hậu này, hệ chữ H này. Nó sẽ tạo cho nó một cảm giác không thể nào mà nó tách biệt được khi mà chúng ta đi ra ngoài đường, khi mà chúng ta nhìn được cái điểm nhận diện thương hiệu cực kỳ cao của các dòng xe Hyundai nha quý anh chị. Đó là nhìn ta nhìn ở phía sau này. Đối với quý khách hàng mà chúng ta có thể là đi đâu không biết, nhưng mà chúng ta chạy sau chiếc xe Elantra thì chúng ta sẽ bị hớp hồn ngay bởi vẻ đẹp không thể nào mà diễn tả được. Thì sau này chúng ta vẫn có cảm biến lùi, camera lùi, chữ Elantra làm cách điều rất là đẹp. Đối với dòng này thì chúng ta sẽ chỉ cần bấm nút này để chúng ta mở cửa thôi. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có là cốp cực kỳ rộng nha. Như này sẽ là bộ máy lốp dự phòng, nó sẽ cùng kích thước kích cỡ với mâm chính luôn. Đối với quý khách hàng mà chúng ta điểm khác biệt đối với bản 1.6 đặc biệt nữa thì ở hàng ghế thứ hai này thì chúng ta có thể gặp lại được. Đối với bản 1.6 đặc biệt thì chúng ta sẽ không gặp lại được nha quý anh chị. Đó là trên Hyundai Elantra phiên bản 2.0 màu xám nha quý chị, màu rất là đẹp. Thì bên em đã có sẵn giao ngay nha cho quý anh chị luôn màu xám này. Với giá ưu đãi khá là tốt, chúng ta sẽ được hỗ trợ giảm giá tiền mặt này tặng phụ kiện. Thì đối với phiên bản 2.0 cũng như phiên bản 1.6 thì nó sẽ khác nhau một số điểm nữa nha quý anh chị. Đó là trên phiên bản 2.0 này thì chúng ta sẽ có đó là ghế lái chính điện này. Ghế lái chính điện và sẽ có làm mát ghế. Điều hòa sẽ là điều hòa hai vùng độc lập, và trên bản 1.6 thì chúng ta vẫn sử dụng điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây là không gian của chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0. Thì trên phiên bản này thì chúng ta vẫn trang bị đèn tự động này, gạt mưa tự động và màn hình full LCD rất là đẹp nha. Trên phiên bản này thì nó sẽ khác so với chiếc K3. Chiếc K3 sẽ không có cái này, không có màn hình full đẹp như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa, làm cách biệt được mặt chrome rất đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ có là tapi cửa, thì nó sẽ có cửa tài, sẽ có tính năng lên xuống tự động một chạm và có tính năng chống kẹt. Ở đây thì loa thì nó sẽ cách điệu là bằng phay nhựa, phay bằng nhôm xước. Đây là không gian hàng ghế ở phía sau nha. Trên phiên bản này thì chúng ta sẽ có bề tỉ tay nha quý anh chị, còn trên phiên bản 1.6 đặc biệt thì chúng ta sẽ không có bề tỉ tay. Ở đây thì chúng ta sẽ trang bị sạc không dây, rồi phiên bản này thì chúng ta sẽ có 3 chế độ lái, đó là Normal, Eco, Sport ha. Mỗi chế độ sẽ thích ứng với từng cung đường khác nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ có coi cam lùi, bật cả
cảm biến trước. Trên phiên bản này thì chúng ta sẽ có làm mấy cái sấy ghế trên phiên bản 1.6 đặc biệt thì chúng ta sẽ không có nha. Chúng ta sẽ không có cái phiên bản 1.6 đặc biệt thì chúng ta sẽ không có là làm mắt ghế này, sấy ghế này, cũng không có đó là ghế lái chính điện, rồi như cảm biến trước, mâm lớn hơn. Và động cơ của chiếc xe này sẽ được trang bị động cơ 2.0 Smart Trim, công suất là 158 mã lực ha. Còn trên phiên bản 1.6 thì chúng ta chỉ được trang bị động cơ là 1.6 lít thôi, công suất là 128 mã lực. Thì sự khác nhau giữa hai phiên bản thì nó chỉ chênh nhau là khoảng là 60 triệu nha quý anh chị. Hiện tại thì các dòng xe mà 2.0 thì đang được là có sẵn nhau ngay. Còn phiên bản 1.6 thì chúng ta sẽ không có. Cả hệ thống an toàn của chiếc xe này thì nó cơ bản nó cũng đầy đủ nha quý anh chị. Nó cũng không thiếu một cái tính năng gì hết nha. Trên màn hình này thì chúng ta sẽ có là Apple CarPlay và Android Auto. Nó sẽ có phần mềm dẫn đường đầy đủ hết nha quý anh chị. Để nổ start stop, chìa khóa thì chúng ta sẽ trang bị hai chìa khóa có tính năng để nổ từ xa ha. Và mở cốp từ xa, cũng như là khóa cửa mở cửa từ xa luôn. Ở trên phiên bản này thì chúng ta sẽ có tính năng ga tự động cruise control, rồi là tính năng đó là nghe gọi điện thoại đánh tay khi chúng ta kết nối Bluetooth ha. Đây là màn hình thông tin ở đây. Thì chúng ta sẽ thay đổi về như các chế độ lái thì nó sẽ có các màn hình khác nhau rất là đẹp nha quý anh chị. Chúng ta sẽ chiếc Hyundai Elantra, chúng ta muốn sử dụng chiếc xe phân khúc C. Nó sẽ có một điểm mới hơn so với Mazda 3, đó là không gian ngồi phía sau nó sẽ rộng rãi hơn. So với K3 thì chiếc Hyundai Elantra này nó có sự mới mẻ hơn, nó có sự góc cạnh hơn. Và đặc biệt trên chiếc xe này mà chúng ta lại thử thì là chiếc xe này nó mang cảm giác lại cho chúng ta là nó sẽ đậm hơn so với chiếc xe K3 nha quý anh chị. Còn đối khách hàng của em đã chạy thử chiếc Hyundai Elantra này và chiếc Hyundai Mazda 3 thì khách hàng của em thích nhất là cái không gian hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Để em qua sau em qua cho quý anh chị coi. Nếu quý anh chị cần lại thử thì quý anh chị cứ liên hệ em ha. Thì không gian ở phía sau của chiếc xe này thì nó cực kỳ rộng rồi, nó rất là rộng nha quý anh chị. Thì so với các dòng xe như Mazda 3 và K3 thì quý anh chị sẽ có một cái trải nghiệm không gian hàng ghế thứ hai này cực kỳ rộng. Đây là không gian ở phía sau, em nhìn được phía trước. Ở phía sau này chúng ta sẽ có cửa gió phía sau ha. Ở đây thì chúng ta sẽ là không gian ở phía trước của chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6, phiên bản 2.0 ha. Không gian nội thất ghế màu đen rất là đẹp. Đó, cái điểm khác biệt của các dòng xe Hyundai Elantra nó sẽ có một khá, nó có những cái điểm mà khách hàng Hyundai Elantra nó sẽ không phải là số đông. Đó, khi mà một khách hàng mà đã sử dụng Hyundai Elantra thì sẽ là một khách hàng khá là cá tính, quyết đoán khi mà chúng ta sử dụng chiếc xe này. Rồi, em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em ha. Em là Thuận từ bộ máy này tại showroom Hyundai miền Nam. Đây là chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0 cao cấp màu xám. Bên em đã có sẵn nhau ngay, ưu đãi lên tới 35 triệu giảm giá tiền mặt cho quý anh chị ha. Để biết thêm chi tiết quý anh chị cứ liên hệ em theo số điện thoại 0962 385 818 ha. Tại bên em đang có hỗ trợ lãi suất rất khá là tốt, đặc biệt đối với khách hàng mà chúng ta chứng minh được thu nhập ha. Đang có gói vay là 10.5 cố định là 8 năm hoặc là 8.12% cố định 1 năm. Đối khách hàng không chứng minh được thu nhập thì bên em có liên kết với các ngân hàng như VIB, VIB Bank thì lãi suất hiện tại bây giờ là 10.6% nha quý anh chị. Lãi suất rất là tốt cho quý anh chị luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau ha. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.